Đây cây linh sam nó cũng rất là già. Thì giờ mà cái rễ cây này bây giờ nó đã đâm xuyên xuống dưới đất rồi. Bắt đầu nó không còn thoát nước tốt nữa. Dân chơi bonsai là cứ nuôi xong rồi thả xong rồi cắt bỏ rồi nuôi tiếp. Ok các bạn, mình đang gọi là xả tàn ha. Xả tàn nuôi tiếp. Rồi để đập cho, để đập cho. Miền này ha. Úi dồi. Ví dụ từ cái cây phôi này mình nuôi khoảng chừng năm mấy hai năm mới nó ra được cái khung hình đó là mình bán. Hello, mình là Nam Ngô. Còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Rồi đi sửa cây. Sửa cây linh sam. Lên chậu. Đây các bạn, đây là cây linh sam. Đây cây linh sam nó cũng rất là già. Thì cây này là sau thời gian mình thả sổng á thì bây giờ nó đã bắt đầu nó sum xê lắm rồi. Nó rất là sum xê luôn rồi. Thì giờ mà cái rễ cây này bây giờ nó đã đâm xuyên xuống dưới đất rồi. Bắt đầu nó không còn thoát nước tốt nữa. Bắt đầu nó cái cốt rồi nó cũng già cũng to rồi. Cho nên bây giờ mình sẽ gọi là mình sẽ cắt gọn lại rồi mình lên cái chậu khác. Ở đây bây giờ cây dừa này nó có lúc trước nó nhỏ, giờ nó lớn ra nó che hết nắng rồi. Đó, cho nên chúng ta sẽ sửa thôi. Hả? Chưa đập, giờ phải cắt xả trước đó đã. Một số dụng cụ làm cây ha. Em đứng góc này nè. Giờ cái cây này nó hai thân, có cái này nó chen vào chính giữa, mình tính bỏ cái cành này đi nè anh em. Bỏ này. Xài hai cái thân này thôi, này với này thôi cho nó thoáng chứ giờ vô này nữa nó rối ha. Giờ cứ cưa. Da. Yeah. Da, yeah. Trời ơi. Đập cái đầu gối ở đây muốn sụm luôn nha. Cái dân chơi bonsai là cứ nuôi xong rồi thả xong rồi cắt bỏ rồi nuôi tiếp. Này cho xuống đây đi anh không? Vậy cũng không? Ừ, ngang qua luôn cũng được. Ừ, ngang đây lậu. Này đến thăm. Hết pin à. Biết ngay. Biết ngay. Ok các bạn, mình đang gọi là xả tàn ha. Xả tàn nuôi tiếp. Đứa cái thân này lúc nó chưa có già được vậy đâu, mình thả mấy năm rồi này cái thân nó già rồi. Giờ mình xả tàn lên chậu thôi. Dưới đây rễ nó đã ăn kín mít chỗ này hết rồi và nó đâm xuống đất luôn rồi. Cho nên bây giờ tưới nước là nó không có thoát nước nữa. Thì cây này vô mùa mưa này mà không thoát nước kiểu này là đi bụi hết. Dứt này luôn lên không?
Này mình cắt đại khái có cái form dáng về trước nè. Xong rồi mình sẽ nuôi ra, mình coi tượng tới đâu rồi mình cắt cho nó ây da, chính xác lại nữa. Rồi ok, bây giờ chỉ lấy cái chậu này lên là không, đừng bứng nãy, đập bỏ luôn. Rồi, bứng vậy nó gãy ghệ. Rồi giờ nó gãy, nó rút dưới đây cứng ngắc luôn rồi nè, cho nên là đập luôn. Em có đem cái búa heo kìa. Rồi đây đập cho, để em đập cho. Men này ha. Ôi trời ơi. Ý, bậy rồi đó. Lụm liền đi anh Thái, để thấy bữa nào quên đâm đầu xuống dưới. Nhớ chỗ nào không? Cái gì? Con ếch hả? Nè, nước thì dựa ra nó động như này nè, không có thoát nước nè, anh em thấy không? Ghế đầu nó đâm, nó bít hết mấy cái lỗ thoát nước rồi nè. Vừa mới đập ra đầu nước nó chạy. Ê, có con Isobot kìa. Mới lũi ra. Mày siết quá, nó đứt tay thế mày nè. Rồi, bây giờ kéo đâu rồi ta? Này chắc phải có con dao quá, chứ anh Thơm thì lấy con dao rồi. À, lấy sẵn nè. Cây này đế cũng đẹp quá nha anh em. Đế đều. Này chắc phải kiếm dao quá anh Thơm, có con dao bán bén không? Rồi chắc anh đi vô lấy con dao để mình cắt cái rễ á. Hay là cắt kéo được rồi. Ăn sâu dữ à. Này chắc rễ dừa hả? Rễ cái rễ non nõn này, rễ dừa. Này mới rễ bên sau nè, đó nó đâm dưới nè. Này đứt ra ngoài đâu mình cắt. Không, ý là xúc ra ngoài. Đứt ra ngoài chứ không nói em. Để bằng xuống cái anh thôi. Nè. Nó ghệ nó đâm tua tủa, nó đâm vô cái này một nùi trong này nè. Đồ ghế này cũng hơi mệt đó nha. Ghế nó chạy còng bự cho bái quấn rồi nè.
cưa lôi luôn này nè. Cắt cưa ở đây lên không? Cưa khúc này luôn nè. Sâu luôn. Sâu luôn, ngay mặt đế nằm ngay đây rồi. Em làm cho nó, em làm từ từ. Chờ cái gì đó, để đâu nắng ra, kiếm chỗ để chậu đi. Cái này là những cái rễ mà mình nuôi trong chậu này quá lâu rồi, bạn thấy không? Mày chơi bonsai là lên cái chậu thì mấy cái làm sao cho càng nhiều rễ con nhiều á thì tốt, còn mấy rễ này giờ nó bự quá nè. Mình đưa vô cái chậu thì phải rất là dày. Đó, nó mới sống được, cho nên là giờ mình đang cắt mình tiện vô từ từ ha. Nhưng mà cái này cũng phải qua nhiều nhiều lần chứ không phải là một lần là được ngay. Nó rễ bự quá cũng biết không biết bắt đầu từ đâu luôn, nó chang rễ này giờ nó bằng cỡ ngón tay cái của mình luôn nè. Thôi cứ kéo vô biết cắt nữa. Cái này gãy kéo luôn. Dễ bự cho bá luôn nè. Quát cái cưa luôn rồi. Anh xuống hả? Đâu xuống hả? Tiếng em miếng đi anh Thông, tài trần quá, tài đất trần quá. Kéo này bữa ai mới mua ta? À, nãy à? Này mà không làm giờ tới mùa mưa này là nó... cái nó nghèo. Bữa nào rảnh bứng thêm cái cây dưới đất kia lên nữa nè. Em đi rửa tay cái trơn quá.
Khi mà chúng ta trồng cây chúng ta cần mấy rễ này nè các bạn, rễ con nè. Rễ này nó có tác dụng hút nước, còn mấy rễ bự này nó chỉ chổi thôi. Nó thành ra xương cứng luôn à. Này mình lên chậu mình trồng trước một thời gian đi, xong rồi mình sẽ chỉnh rễ lại tiếp ha. Mấy rễ bự đó mình sẽ bỏ từ từ theo tiến độ. Thường thường anh em mà sửa cây á, người ta làm 2-3 người, người làm gốc cho nó vui, người làm một cái chỗ. Rồi cái khúc rễ này nó bự chập vá luôn. Thở. Giờ anh hái vô thay người. Cứ lẳng chập vá dứt đây nè. Dứt xéo đây nè, dứt xéo đây nè, dứt xéo đây nè. Cưa nó lục quá. Lục quá. Nó ăn ăn mặt cưa vô. Dính à. Có chỗ mà mài cưa không ta? Tự mình mài hả? Cưa là mài bỏ luôn mà. Bỏ luôn hả? Ừ. Ok này chịu mấy bỏ ổn á. Dữ à? Ừ, cưa của Nhật đàng hoàng đúng không? Giờ ít làm chứ mấy năm trước trời cưa vô chậu rồi là làm mỗi ngày luôn. Chứ còn nhiều cây á ngán luôn. À, mấy ngàn cây, cây này nhờ hên là đợt đó là nó nằm dưới đất á, cho nên là không có đem đi được, chứ mà nó nằm trên chậu chắc cũng mất luôn rồi, cũng bán luôn rồi. Ok. Rồi. Thôi còn nguyên cái đế chỗ này bự.
Đâu ngờ cái ở dưới này nó chạy rễ bự dữ à. Mới mấy năm nó phát triển cũng tốt á. Nè, này nguyên cái cù lẫn bự cho bá nè. Rồi làm sao tài nguyên cái cù lẫn này luôn. Đây, đây anh Thơm, anh cứ còn Nguyễn nè. Đâu anh đâu anh lật cái mép hồi nãy nó có cái mép sẵn. Rồi có nguyên con ốc nào nữa chôn dưới đây luôn. Chà bá luôn hả? Chà bá luôn. Kéo dứt cái này trước đi anh ơi. Dứt này nè. Ê đi cái gì á? Bự lắm, cưa chứ không kéo không nổi đâu. Vậy được rồi. Không, cưa bỏ cái này luôn nè. Bỏ cái này luôn. Này có cưa điện không ta? Có mà giờ ráp vô lâu hơn nữa hả? Thấy cưa này nó hết. Anh thấy cưa này vô hết cưa nổi rồi. Ủa anh cưa đó, lát cũng phải cưa lại anh ấy ơi. Em muốn thắp ở dưới để đi lên chậu mà. Giờ phải lấy cái cưa bự ra. Cái này xong pin rồi hả? Thấy nó tụt không? Ồ, cưa mới khác liền. Ăn răng ăn đồ nó nhẹ nhàng liền. Đứt luôn, đứt ngang luôn. Đứt ngang qua đây luôn. Ừ, cưa mới nó ăn cái nãy nó tuột răng. Tôi lưỡi à? Cái giật á. Lưỡi cái giật á hả? Rồi. Này cầm lên luôn à. Cầm nó lên á. Nè. Cả nó nè, để yên nè. Lặn nghe chỗ cái này nắng rồi. Đường xuống đó rồi. Không nắng, nghe dọc cục tròn á. Ừ, nghe cái chỗ giờ mình
sẽ làm rễ, rễ đây nó chồng chéo nè, mình sẽ cắt rồi mình đưa nó đúng cái chiều của nó. Rồi trồng tiếp, rồi mốt thấy nó mạnh mạnh cưa tiếp. Rồi. Coi này mà mốt hoàn thiện cũng đẹp nha anh em. Đế rồi là cũng phủ á, phủ kính. Rồi, đi thôi. Kê chậu đó. Ây da. Này à. Ở đây mình cắt rễ rồi, ở đây mình phải cắt lá, tại vì lá, chức năng của lá là nó sẽ hút nước. Rễ dưới mình cắt thì có nghĩa là nó đang bị tổn thương rồi, nó không có hút nước lên được. Mình để lá nhiều quá là nó giống như nó bị mất sức. Nên là cái này là xài nè. Cái phần lá là phần xài năng lượng. Cái phần rễ là phần hút năng lượng, mà giờ hút năng lượng thì nó cung cấp năng lượng thì nó đang bị mới vừa cắt xong. Nói chung là không có thu nhập, mà tiêu xài là nó sẽ bị tuột. Nó bị hụt. Này là định lực bảo toàn năng lượng nha. Nên là phải cân bằng. Đời sống cũng vậy, làm không ra tiền mà ăn xài quá, sống ảo quá là chết. Này chất nền là mình trộn chấu sống nè, cho với lại sơ dừa nha anh em. Ok. Đang làm cái động tác này để cho cái chất chồng nó len vô mấy cái rãnh đầu ở dưới. Ha, cây nó sẽ được chặt hơn, rễ nó có chỗ nó bám để nó hút hơn. Nếu mình không làm kỹ cái công tác này, nhiều khi ở bên trong này nó bọng. Đây là mặt tiền của cây. Đây cái này là mặt tiền của cây. Anh em thấy nó cũng rất gì giờ này nọ, mốt mình lên cái tàn. Đây tàn ở đây, đây là ngọn. Cây tàn thiên nhiên. Cây nó hơi bị nghiêng về hướng này cho nên giờ mình dở lên mình ép này xuống. Xây ngay cho nó ngay mặt tiền em nè. Hơi nghiêng ha, chậu dưới này nghiêng nè, cái đôn dưới này nghiêng nè. Đâu cần ngay lỗ này xích lên trên cũng được thôi, cho xích lên đó được. Em muốn để đây nước vài bữa nước nó xuống cái nó sập nữa.
Ừ, cho lên đường đà cho nó chắc cú luôn. Cái đôn này nhỏ quá không ta? Gãy nó im. Hơi lệch phía bên kia, kéo này chút nó sụp nhẹ. Ok. Hồi xưa mình chơi cây các bạn, ngày nào cũng trồng cây á, ngày nào cũng thay đất trồng cây, làm gửi đồ này nọ, làm giết hai cái móng tay nè, mỗi lần làm cây nhìn thấy gớm luôn mà vui. Sau này bận quá thôi giải tán bớt cây, nhưng mà cũng nhớ, cũng ghiền, lâu lâu cũng bày ra chơi lại. Ok đó, giờ kéo nước, giò nước tưới nha. Cây mới làm rễ, mới trồng, tưới đẫm để cái chính là cái nước này nè, nó làm cho cái chất trồng nó đi len lỏi vô mấy cái ngóc ngách, cây nó sẽ đứng chặt được. Còn bao phân cho anh Thông? Khoảng tuần lễ sau đầu nó hạ thêm nữa, đầu nó hạ xuống thì mình sẽ có đất mình chăm thêm vô. Bao lâu đẹp hả? Chắc còn lâu lắm. Chuyện bình thường luôn, anh em nuôi bonsai mà nuôi thành một cái cây gọi là cây đỉnh thì vài chục năm là bình thường. Gọi là nuôi cho tới ha. Có vụ nuôi đại, nuôi chơi ra cái hình cái hài thì này khoảng chừng 2 năm nữa là nó có cái hình. Tuy nhiên là anh em hiểu cái tay á, ví dụ như cái tay ở đây mà nó nhỏ cỡ ngón tay này thì khoảng 2 năm nữa là xong. Nhưng mà anh em muốn nó nù như vậy nè, cái tay nào nó cũng nù như vậy nè, thì chắc khoảng chục năm nữa, 20 năm nữa tùy. Nói chung là càng dài cây nó tuổi nó càng có giá trị vậy. Hiểu đời, ở bên Nhật nó có những cái cây mà mấy trăm năm luôn á, đời ông nội truyền qua đời cha, cha truyền qua đời cháu đâu này nọ. Nói chung là làm này chơi thôi. Chứ còn kinh tế thì làm không nổi rồi, làm không nổi với lại các nghệ nhân khác rồi. Và nói chung là cũng không đủ trình làm như đó, mà nó lâu nữa. Này mình làm nữa chơi. Mình trồng cây thì giờ mình giống như chuẩn bị trước á anh em. Giờ ai cũng phải già đúng không? Ai cũng phải già. Thì khi mà già thì sẽ về hưu, không có việc làm. Không có chuyện gì làm thì phải có cái gì đó để tiêu khiển, để mà mong chờ mỗi ngày. Thí dụ như trồng cái cây mà đợi cho nó ra lá non, ra tàn, hoặc là ra trái ra gì đó thì cũng là một cái gì đó mong chờ. Thì chúng ta sẽ thấy đó, cuộc đời nó dễ dàng trôi qua hơn. Còn giờ sống mà không có mục đích, không có gì mong chờ hết thì nó chán quá, ngủ dậy không biết làm gì. Thì cái cây này là mục đích là sau này mình già mà mình hết sức mình làm nổi mấy cái chuyện lớn lao á, thì về mình trồng cây chơi. Thì lúc đó cũng có một cái số cây trồng từ bây giờ nè, rồi có một số kiến thức về nó để mình có thể bắt đầu luôn. Chứ tới tuổi đó mà mới bắt đầu thì nó chậm quá. Thì mình có chia sẻ nhiều lần á, ngày xưa mình nuôi, mình trồng cây là để mình kinh doanh ha. Mình làm cây ra mình bán. Ví dụ từ cái cây phôi này mình nuôi khoảng chừng năm mấy, hai năm mới nó ra được cái khung hình đó là mình bán. Nhưng mà làm thời gian cực quá, ship hàng đi cực anh em. Làm cây này anh em ship hàng đi rất là cực ha.
cái công ty vận chuyển của Việt Nam mình thì nó chưa có những cái dịch vụ gọi là cao cấp chút xíu để vận chuyển cây, nên khi cho nên là nhiều khi vận chuyển ra tới khách thấy nó bị gãy đâu này nọ trơn à. Mà mỗi lần vận chuyển đi nó cực, nhất là mấy cây bự này cực lắm nè, nhất là có hình có hài rồi á. Cái phôi không như vậy á vận chuyển nó còn dễ, chứ còn có hình có hài rồi á vận chuyển nó khó. Tại vì nó cái cây khi mà nó có hình có hài rồi á mà nó bị gãy một cái này là bị nó bị khuyết rồi, coi như là giống như hàm răng bị súng rồi, thì nó mất giá trị. Hồi đó bán cây nhiều khi ship cây cho khách xong rồi cuối cùng ra tới nơi vận chuyển nó làm gãy cái tàn, cái cuối cùng phải ói tiền lại cho khách. Mình cũng ôm luôn chứ vận chuyển nó cũng đâu có chịu. Đó, giờ trồng chơi nè, có nắng có gió coi như hùng vốn với ông trời. Có nắng có gió mấy chục năm sau mốt già hết sức khỏe làm khác rồi, ở đâu có cây chơi ngắm nhìn lý tưởng nó là vậy. Rồi ok, ở lần đầu thì mình tưới đậm đậm á, tưới cho nó dẻ cái đất xuống. Rồi ok anh em ha, vừa xong cưa cái cây này phải nói là cực kỳ mệt luôn. Ở dưới mấy cái rễ của nó mình để nó lâu nó quện trong cái chậu cây á, nó quện cục cưa rất là nặng luôn, làm hao hết cây cưa. Rồi ok mọi người, chúc mọi người nói chung là có những cái trò chơi mà nó gọi là nó có lợi cho mình và có nhiều niềm vui trong cuộc sống ha. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xin clip vui vẻ. Bye bye. Mệt quá.